khám phá cảnh đẹp tại khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc. Sở hữu địa hình ngoạn mục, không có ngành công nghiệp sản xuất lớn, phát triển hình ảnh xanh quốc gia là một trong những điểm du lịch lý tưởng nhất của Trung Quốc. Đó là Quế Lâm, nơi mà có phong cảnh đệ nhất thiên hạ, mang vẻ đẹp quá khứ cổ kính với dòng sông Lý Giang, vẻ đẹp sông Hiền Hòa, non xanh nước biếc, nước in bóng núi. Dòng sông như phiên bản thực của bức tranh thủy mặc. Núi Vòi Voi bắt nguồn từ hình dạng khá giống một chú voi như đang uống nước. Đây cũng là một trong điểm check-in rất nhiều của du khách khi tới đây.